Bitcoin. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với một clip mới kênh của Zeno nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chế độ sinh tồn Minecraft thử thách 1000 level. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có sự góp mặt của người tàng hình và Noob Team. Chào mọi người nào. Hello mọi người. Do ngày hôm nay thì một người trong chúng ta sẽ được chọn ngẫu nhiên làm người tàng hình. Và trong vòng 99 giây, người tàng hình đó có nhiệm vụ đó chính là phải tiêu diệt hết 4 thanh niên còn lại, hoặc là bị tiêu diệt. Đấy, trong 99 giây này nó sẽ thu vòng bo lại còn 1 block rồi nha. Đấy, và lúc này thì người tàng hình sẽ chắc chắn là hết đường sống rồi. Ok, chúng ta không dài dòng, chúng sẽ bắt đầu ngay thôi nào. Go. Let's go. Đấy, yeah. Ai mà ngày mai ai mà da màu đen là sẽ bị đó, Zeno da màu vàng nha. Hoặc là Ấn. No. Ai tới em? Ok. Ấn. Rồi, sai. Đến Vanh. Ồ, Vanh nha, màu đen rồi. Vanh nha, làm người tàng hình. Rồi, chúng ta sẽ đi sinh tồn đây mọi người. Đấy, ngày hôm nay thì vòng bo này, đây, chúng mọi người, nó sẽ chỉ mất ở giữa nha, nó sẽ không mất ở bên khác. Và vòng bo nó sẽ thu lại trong vòng 99 giây. Nhiệm vụ chúng ta sẽ là phải tìm ra người tàng hình và tiêu diệt người tàng hình thôi. Rất là đơn giản. Đấy. Sneaking hình như mọi người ơi. Sneaking là chúng ta sẽ không đấm được sao? À, đấm được không ta? Được, tôi mất mà. À không, không, có hồi phục, ngày hôm nay chỉ dụng thôi nha, Người tàng hình nhà hơi điên mà nè, ngày hôm nay chỉ dụng chết rồi, còn không bị Đâu gì tao chứ. Ba tụi, vừa có người tàng hình đấm thôi nha. Nghĩ gì, không có chuyện đó đâu, không dễ thế đâu. Dễ sẽ sao? Kìa, vòng bo sắp thua rồi nha, vòng bo sắp vào hết rồi nha, cẩn thận. Trời ơi, 4 người đẩy chả lẽ ông lộn cổ thanh niên đấy cơ mà. Không, có hiên niên tử té luôn chứ. Ờ. Ui. Mắc block ra giữa lấy ưu thế trước nào. Hai đi. Cẩn thận nhá. Hai đi. Ai à. Mắc đi. Hai. Ừ, vừa đấm trúng rồi, đấy. Ui. Ở đây núp rồi. Kìa hiên niên văn sau lưng này. Ui. Trời ơi, chết rồi. Mình đứng ngoài bo là mình sẽ đứng này, đứng này. Ờ, thằng Ni Văn cũng té rồi kìa. Nhìn này. Ờ, vậy mình quy. Ôi trời ơi, nhảy đơn giản. Nhảy đơn giản này mà Ni Văn còn đi à. Ôi trời, quá non quá đi. Ban bị đang chặn block kìa. Thì ban chặn block thằng nào, thằng nào. Ok, đây. Ấn nút đi. Ấn đi. Rồi, nút rồi. Rồi, nút bắn rồi, rồi. Nút làm người đang thấy nha. Rồi, chạy đi mọi người. Ok. Ê! Đấm nhầm. Ui! Hay nút kìa! Sao vẫn còn... luôn kìa! Cho ra khỏi team đi, trời ơi! Ok, thả những người ta này là hỏng rồi! Cho ra khỏi team! Ok, đã thoát ra! Trời ơi, vẫn thấy người chạy nhông nhông ạ! Anh hình tới công chuyện rồi! Ok, xong rồi! Ơi, thanh niên này! Ok, anh em chỉ có 99 giây không... Nếu mà không chế tạo vũ khí để đấm là... Tới công chuyện nha! Lúc không có cần vũ khí, lúc có chiến thuật để ra. Nghe định dồn mình vào trong lava đấy. Dồn mình vào cũng có làm được gì đâu. Nếu mà ở bên ngoài bo thì chúng ta sẽ không đặt được nha. Không đặt được bất kỳ là không làm được gì cả, chỉ đứng nhìn thôi. Ôi dồi ôi, trời ơi, chuột ơi. Cái gì vậy chuột? Trời ơi, lẽ lên chuột. Đào đá để đập núp mà bây giờ bị mắc kẹt ở dưới hầm rồi. Ok, đi anh Ninh đi sinh tồn luôn, hay quá. Coi. 10 điểm sinh tồn nghe. Trời ơi, chạy sao? Chạy sao không đợi với? Đây rồi. Anh không đợi em. Vô trọng nghĩa, vô trọng nghĩa. Thôi rồi, thôi rồi, tới công chuyện đây. Ủa đâu rồi? Cái này ai mình phải xa bo vô cùng luôn rồi mình mới ngất được. Đúng rồi. Ây da. Ây da. Rồi xong, đến rồi đây, đến lúc rồi đây. Cố lên em, chúng ta có 3 người mà lo gì. Cái này khó quá, cái này. Nào xem này xem, ai chết trước thôi, tầm này ai chết trước thôi. Chắc chắn là nút chết trước. Yes, win. Ui rồi, nút chết trước rồi này. Đấy, trời ơi. Người tàng hình này, người dám coi thường đối thủ hả bạn? Dám không chế tạo vũ khí để mà đấm. Đây. Thế thì đây mình. Đây trận này nhá, trận này Zeno sẽ tự làm người tàng hình đi. Zeno. À, ok làm đi. Đó. Okay, người tàng hình đỡ phải lấy
Ok. Rồi, bỏ team ra cho tôi đi. Nào bé ơi. Ok, rồi nhá. Wither à, ok. Ui. Uầy, hợp lý này. Rồi, chỗ hoài em ơi. Làm gì nữa. Không, Wither nó không thấy mình đâu các bạn. Wither không thấy mình đâu. Wither cho đào không? Ở Wither cho đào này. Ok, để xem trận này nhá. Đi trốn đây. Rồi, xuất hiện rồi. Boy. Rồi. Sao nghe kéo bên em vậy? Ui giời, nó đứng kế bên em luôn trời. Hoặc là mình không cần làm gì mấy thanh niên cũng chết mà. Đi đâu mà đi đâu. Chắc chưa. Nè, em muốn quy đờ luôn nè, em muốn quy đờ luôn nè. Ui, chết rồi. Thu nhanh quá, thu nhanh quá chết rồi. Không 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 kịp chế, không kịp chế các bạn. Trời ơi, tính ra quy đờ nó ở đây. Ừ, rồi. À, có bị đâu chết tiệt này. Ê, tên tiên đô này. Ui đờ đâu ông? Ui đờ chết tiệt này. Chắc làm gì, đánh làm gì. Thích ra đây chơi với Ui đờ này. Đây dụ mình ra mà nào. Thì ra đây chơi với Ui đờ này. Trời ơi. No. Đây đi đâu. Mấy thanh niên mà hay chế như này là nguy hiểm hơn mà. Bởi vì dễ có vũ khí, dễ có vũ khí này thì ui trời ơi, chạy té đất rồi kìa. Ừ. 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 Đi nghe, cứ chạy ra gần đâu đi đó. Đây này, thấy rồi. Một bổ thôi. Đây này, đây này, sao lưng kìa. Thế nên chắc đang đuổi đúng không à? À, đuổi chuột. À, được rồi. Rồi luôn, Khang đấm chuột luôn. Đây này, chưa? Giờ này ra đánh nút tiếp này. À, ui, cái này mà. Cái này mà không tiêu diệt sớm là mình bị thua. Chui xuống. À, em chui hết rồi đây. Chết rồi. Ui. Ui. Rồi Wither bắn chết nhá. Ai à. Ừ. Rồi. Ờ. Không đạt được rồi. Ui giật rồi. Ừ còn anh Vanh ơi. Còn anh Vanh ngoài bo quá. Bởi vì ngoài bo không đạt được. Đào được luôn rồi ôi. Ừ. Tôi chui đây này. Để chết bò này. Như này đây mình chết bò này. Rồi ông đi chết bò này. Này. Chết bò luôn à. Trời ơi. Văn non tiếp. Ok, trận tiếp theo à. Trận này thì mình sẽ để cho chọn lọc tự nhiên này đấy. Thế anh như nào đen thì anh sẽ vào người tàng hình để được thể hiện đẳng cấp nha bạn. Nào. Đấy, chúng ta sẽ phải đợi hết thời gian này thì chúng ta sẽ được đặt nha bạn nhá. Ấn nút. One hit PP à, rồi xong người thằng hình sướng nha. Người thằng hình sướng nha, đợi tí chúng ta sẽ quyết định xong nó mới được đấm nha. Nguyên chắc luôn. Mình tới anh. Chắc chưa, đấm minh tinh là ngàn tiếp. Đâu đấm đi. Đâu ai, ôi ôi. Rồi đi núp. Ui đi núp à, ghê vậy. Rồi đấy, tay nhiên tự đấy đi. Anh em bảo trọng nha. Trời ơi, ai cũng bảo trọng nha. Thôi, trốn đi. Chứ bảo trọng gì tầm này nữa. Ôi đừng đấm vào nhau nha, cẩn thận. Đừng đấm vào nhau nha. Bình tĩnh. Kìa, em thấy rồi kìa. Rồi nhảy qua này. Thấy rồi, Zeno cũng thấy rồi. Anh xem bên đây. Tính ra người tàng hình như này, người tàng hình bị thiệt này. Chết cái gì? Bên kia. Ừ. Trời đấy, thấy chưa? Vừa kêu thiệt đấy, thấy chưa? Thiệt lắm. Để em này, tay đấm rồi xong tới. Ôi rồi xong. Hai người đi rồi, hai người đi rồi. Tay đấm thép nè. Ui ôi ôi đi. Ui. Ai đấm thế? Ôi. Anh đi đấm ngất xuống kìa. Trời ơi. Đấm này tôi đây. Đấy đấm thế. Đấy chưa thế mà bỏ hôn người chẳng mình thiệt các bạn ạ. Ok. Đấy thì. Thằng bảo đồ lắm thì. Nó bị nó có cái khói kìa, nó cái khói của cái trang. Tất nhiên phải có khoái chứ không thì không có khoái là tàng hình lộ rồi. Cái gì đây? Ok. Ôi rồi. Ôi. Ôi này là dưới lên này à? Dưới đây nè, người tàng hình này. Lo gì mình chạy thôi. Đâu. Ủa quên. Về đây ấn nút xem là ai người tàng hình đây. Trời đúng không ăn tiêu đâu. Cho anh nó ấn chưa. Đây để Vanh nhấn cho. Vanh nhấn đi, Vanh màu xanh cái đồ. Màu trắng. Khác màu đen. Này, còn chuột với nút đây này. Ấn đi. Chuột. Ơi, chuột rồi. Từ từ. Lấy nhiều block, lấy nhiều block vô. Đây ghi 300
ta cho chuột xin cái tầng hình nhá. Tính nha, voi anh nhỉ, có đấm được nhau. Có đấm được. Tự túc đi. Có đấm được, có đấm được. Phá tàng hình. Cái này, cái này không. Ui kìa. Ui rộng lắm nha. Ui ôi. Rộng lắm à. Kìa, thấy chưa? Từ bình tĩnh lại. Ồ, giữa nha, hố tử thần đấy, anh em có hố tử thần đấy. Ấy. Bình tĩnh mình chọn nha. Là bá đạo. Bác block nhanh ra giữa đi mọi người. Ra giữa đứng luôn, giữa luôn. Bây giờ Zeno nghĩ này, đây này, mọi người thấy cái chỗ nước kia chưa? Kiểu gì ngày hôm nay chúng ta cũng giao tranh ở chỗ đó cho nên là ra chiếm ưu thế chứ mọi chuột, người. Chuột chế tạo gì đấy, chuột chế tạo gì đấy. Chuột. Ai chế tạo gì đâu. Đấm đi, đừng cho bạn đặt bàn chế tạo, đừng cho đặt bàn chế tạo. Ok, à. lấy đi. Đây bạn này. Tôi đến chạy. Chế tạo chi chuột. Này làm sao mà thắng được? Không thắng được đâu. Ui. Lại thêm bạn chế tạo nữa. Nó vẫn vẫn đây đấy. Không, nó không mất đâu. À, thì nó vẫn tí nó vẫn đây đấy. Rồi. Nó mất lần 2 đấy. Rồi, xong. Ấy, cái đạo nó không đạo nó không. Dao nhảy ra. Ê, ở nước. Ôi, nhưng mà à, thấy cái chuột kìa, thấy cái chuột trên kìa. Ui. Đây, được rồi. Cái chuột kìa, con chuột kìa. Đừng đi kìa. Nếu ai sẽ win. Ui, ngạt nước các bạn thấy, ngạt nước. Mình đấm đi mọi người, một đấm thôi, mình nên đấm đi. Đấm đi. Trời ơi. Ui, chẳng bạn ơi. Đi trước à? Ừ, mày quá, trời ơi. Thế đó, kịch tính dã man luôn. Thế nào, còn ai chưa được làm người trang hình nhỉ? À, còn Khang đúng không? Xem nào. Thôi, chúng ta sẽ chơi thêm một trận gọi là quay sổ số nữa đi. Xong trận cuối cùng mình sẽ cho anh Khang làm người trang hình để trải nghiệm xem người trang hình nó khó hay dễ nha bạn. Đây, quay sổ số nào, tiết mục rất là quen này, thuộc. Khang làm biết luôn gì đâu. Này, trận tớ bạn tin là trận này anh Khang làm luôn bạn. Tin đi. Ui, tiêu lên à. Cho Khang nhấn trước nha. Ờ, ok. Không phải thì là ban chắc luôn. Không, ban chắc luôn. Được rồi. Này, phải ban là nhấn ban... đi. Rồi, em nhấn nè. Bắp. Ôi trời ơi. Thấy chưa? Thôi. Đây rồi, ngày hôm nay có cả đá này cho chúng ta xin đồn nha. Ủa đâu ra cục đá này vậy? Ờ, nó bắt tổ chức tự cho đấy. Tiến đi lên kìa anh em. Nó chỉ mưa ở giữa thôi. Trời, cái Khang không cầm được khiên đâu mà, yên tâm. Chắc chưa? Tâm đi, cứ cầm thoải mái đi, có sao đâu mà. Chế được. Ok, rồi có đồ rồi, thế này thôi. Chế được bằng cái này không ta? Nhờ không ạ. Ui, không được rồi. Một con ngang con. Ui. Ok. Tùa anh em bây giờ muốn sống thì chỉ có dồn chúng ta vào giữa thôi. Đúng rồi. Thì mình cứ để bo gì đâu mà. Lên. Cẩn thận nhá Vanh, Vanh ơi cẩn thận nhá. Bởi vì á lên trên như này tí nữa là bo vào là chúng ta không. Ở đâu ấy? Bị lừa. Cẩn thận nhờ. Nhờ. Đâu còn mũi tên ở dưới đâu, chết rồi. Chúng lên đi, chạy đi. Kìa yeah, con rời kìa. Con đúng được xuống đây. Ui. Sao lại rớt xuống nữa? Ôi chết rồi các bạn. Ây à, no. Ai? Rồi rồi, chết rồi. Ui. Yes. Còn Vanh thôi. Ghê thế nhờ, còn Vanh. Còn Vanh kìa. Ôi Vanh miếng chuột kìa. Ui chuột đi rồi. Khang lâu kìa. Đánh xuống. Ờ, không đánh được. Ừ. Đây. Ừ. Khang rơi rồi, Khang rơi rồi. Rồi, rồi ơi. Thầy của anh ơi, được quá, tính là 1-1 với 4 như này là cũng hơi khó ở người thằng hình thật nhưng mà cũng phải tùy chế độ đó mọi người ạ. Nào, chúng ta sẽ làm một trận cuối cùng nha, trận này ai có ai xung phong cho chúng ta đỡ phải quay sổ số đi. Zeno. Ờ, Vanh làm không anh? Vanh tính là trận đầu tiên Vanh có được thể hiện okay, gì đâu, đấy. Làm luôn. Cho Vanh làm thể hiện đi. Mình. Đấy. Nào, bắt đầu thể hiện kỹ năng này. Lăng đi. Okay. Đi đây. Còn Wither. Lại Wither à? Thế nha, mình thích nó không lặp lại để chúng ta được trải nghiệm mỗi chế độ một lần nhưng mà... Uầy, chỗ này không có cây à đây. Cái duy nhất vẫn là sumo. Không, sumo không vui thế nào. Okay. Vui mà. Thôi đi trốn. Thế tao kiếm đi. Cái này chỉ có đi trốn thôi.
No. Chào anh Wither nhá. Ủa anh Wither đi heo nút kìa, chạy đi chứ nó. Rồi xong Wither. Okay okay okay, okay 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 okay. Rồi. Bây giờ nó ngoài nó kẹt chết bò này các bạn. Các bạn tin không? Chúng ta sẽ xử đẹp Thanh Vân Vanh bằng chính sức lực của chúng ta, không cần Wither. Và Wither xử đẹp chúng ta các bạn. Bị chém kìa. Anh liền nút chém chúng chứ không phải Vanh đâu. Chúng đang đi gọi là càn quét. Ừ. Đuổi Vanh kìa, đúng không? À đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Hay đấy, quá. Đúng rồi. Nó đuổi con gà ba ơi. Ủa? Nó đuổi con gà vậy? Trời, nó quăng mấy con ngoài kia. Ok. Ui. Mấy con nhiên này cũng. Không không không, ba ngoài bo rồi. Nè, chuẩn bị bo thu vào còn một là chúng ta đấm vỡ mồm Thanh niên Vanh này. Em đấm tay không hả? Đúng rồi, không sao. Một người, mỗi người một gọi là giọt nước thôi là Thanh niên này tắm ngay. Con dài nó đang đâu đây? Im lắm này. Thanh Vanh đánh đấy, Vanh đấm đấy. Thế mưa đi, khua bừa đi, khua bừa đi. À, khua bừa đây là cái vẫn khai sát thương. Sao con Wither nó vào bắn phụ đi. Cay lắm. Mình chắc ngồi đây. Wither, Wither nó mua rồi. Đây, đánh đi. Đi ngoài bo, đi chạy ra ngoài bo nào. À. Ra ngoài bo mất máu này. Ây dồi. Đừng đâm chúng nhau nhá. No, no. Ôi tính ra đang đấm loạn hết lên này. Thấy bên ngoài không phải bên trong đâu. Em đi nút nguyên chắc rồi đó, đâu có đánh được bên trong đâu. Bộ đánh được hả? Tính ra đứng đứng ngay gần ngoài nó không mất máu đâu. Hay lợi quá. Thế quỷ gió nó không vào đây nữa. Ồ, mấy thanh niên tìm banh đi ơ. Tìm nào được thanh niên đi vào. Mọi người đánh một góc đi. Trời, xong anh đi nút chết hay không? Sao? Ừ, anh trúng một cái rồi. Hai rồi. Rồi sao đi điên. Rồi thanh niên ở trong lo à. Thôi đâu đi khỏi đây. Anh đi vào trong không ra được ạ? Ừ. Không. Chết chưa anh Vinh? Chết chưa? Thế đi luôn rồi. Ờ đi rồi. Đi rồi. Ừ tính nhà tôi chui vào trong. Ừ. Đúng rồi, chui vào trong là không ra được. Đúng rồi. Kẹt luôn mà. Trời ơi quá non bạn ơi. Ok bạn ơi, hôm nay chắc là clip mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Đấy, nếu bạn thích mình kết hợp những chế độ khác nhau trong cái chế độ sinh tồn này thì nhớ là đặt ra những cái thử thách khác nhau cho mình nha. Đừng quên là ấn đăng ký kênh của tất cả thành viên Noob Team, ấn đăng ký của mọi người nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.